ba không cửa gọi thế nào được rồi cú đỉnh hay mày còn hai bàn nữa thôi đi nhưng mà mình thua mấy bàn mới gần vãi. Ui ui ham bóng thế. Ui rồi chuyển về. Có bóng hay đấy mà. Đi mày à nhờ. Đít mẹ nhà mày, đít cả mẹ thằng thủ môn cày tê nhỉ. Alo alo. Chạy đi. Vào ủy rồi. Một là tiếc là không hoàn thành. Vâng, tôi hiểu sự tiếc nuối của tất cả khán giả và đi đến vừa rồi. Quá đáng tiếc. Ưu, còn mẹ anh là cái Atoni ở đây nữa kìa. À, quá nhỉ. Ừ. Ta đi không ai ngăn cản xuống luôn à ui ui gì còn mẹ nó vào rồi.